Chào buổi sáng tất cả đồng bào Ukraine. Có rất nhiều thông tin giả mạo trên Internet bây giờ nói rằng tôi kêu gọi quân đội hạ vũ khí và cuộc di tản đang diễn ra. Ái chà, tôi đang ở đây. Chúng tôi sẽ không hạ bất kỳ vũ khí nào. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước này bởi vì vũ khí của chúng ta là sự thật. Mặc bộ quần áo kiểu quân đội màu xanh ô liu và trông có vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, ông tuyên bố: sự thật của chúng tôi là đây, là đất của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này. Đây là điều tôi muốn nói với các bạn. Vinh quang cho Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, sáng thứ Bảy đăng tải một đoạn video trước văn phòng tổng thống để đập tan tin tức sai lệch cho rằng ông bỏ nhiệm sở và ra lệnh cho quân đội đầu hàng. Khi đoạn video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, vẫn có thể nghe thấy âm thanh của các vụ nổ và còi báo động không kích xung quanh thủ đô, vì quân đội Nga tuyên bố họ đã bắn tên lửa hành trình trên không và trên biển vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky, năm nay 44 tuổi, đắc cử chức tổng thống hồi năm 2019 với hơn 70% phiếu bầu. Trong một đoạn video khác, ông này dẫn thông tin tình báo nói rằng phía Nga xem ông là mục tiêu hàng đầu và gia đình ông là mục tiêu thứ hai. Vào lúc chiến sự diễn ra ác liệt nhất lan đến thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky đã nhận được yêu cầu sơ tán từ chính Hoa Kỳ, nhưng ông đã bác bỏ đề xuất này. Thay vào đó, ông Zelensky trả lời rằng cuộc chiến ở đây, tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi. Theo lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, tường thuật về cuộc trò chuyện cho biết và mô tả ông Zelensky là lạc quan. Chào buổi tối mọi người. Thủ lĩnh đảng phái ở đây, người đứng đầu văn phòng tổng thống ở đây, thủ tướng Smigol ở đây, Podolyak ở đây, tổng thống ở đây, tất cả chúng ta ở đây, quân đội của chúng ta ở đây, công dân của xã hội ở đây, tất cả chúng ta đều ở đây, bảo vệ nền độc lập của chúng ta, đất nước của chúng ta, và nó sẽ vẫn như vậy. Vinh quang cho những người bảo vệ của chúng ta, cả nam và nữ.